Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Hai ngày 4 tháng 1 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Hội nghị Trung ương 15 trận chiến cuối cùng của Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị Trung ương lần thứ 14 đã khép lại hôm 18 tháng 12 năm 2020 mà không đạt được kết quả cụ thể nào. Cuối cùng thì ông Nguyễn Phú Trọng đành che mắt người dân bằng quyết định đưa ra tin nhân sự đại hội vào tuyệt mật để đến ngày 15 tháng 1 tới đây tổ chức cuộc chiến tiếp tục. Chưa có đại hội nào phải chèn thêm hội nghị Trung ương 15 cả. Hầu hết các nhiệm kỳ trước chỉ cho gói gọn trong 14 kỳ hội nghị là mọi chuyện đã ngã ngũ. Nhưng nay thì hoàn toàn khác. Nếu nói hội nghị 14 là hiệp phụ thì hội nghị 15 là hiệp thi đấu phạt đền để có kết quả cuối cùng nên ai cũng hồi hộp. Nhân sự mà Bộ Chính trị trình bày ở đại hội 14 nhưng lại bị Ban chấp hành Trung ương yêu cầu soạn lại, tiếp tục bổ sung và sửa đổi vì chưa phù hợp. Bộ Chính trị thì chỉ có 19 ghế, trong khi có đến 61 tỉnh thành đều muốn có đại diện của mình và sự giành giật ấy vẫn chưa ngã ngũ. Những gì mà ông Nguyễn Phú Trọng phán ra thì lập tức hệ thống tuyên truyền khổng lồ của Đảng Cộng sản ra giả. Nhưng thực tế nó diễn ra ngược lại. Ông yêu cầu những người được cơ cấu không dính tham nhũng thì tất cả chẳng ai không tham nhũng, họ ăn không chừa thứ gì. Ông Trọng cấm chạy chức chạy quyền nhưng thị trường mua bán quan chức vẫn sôi động bao nhiêu năm qua. Ông Trọng đưa ra tiêu chuẩn đạo đức lối sống trong sáng, quan chức thì lại xây lâu đài, biệt phủ, vợ lẽ, bổ nhí khắp nơi. Ông Trọng bảo không được tham vọng quyền lực thì chính ông lại sống chết bám ghế và chia phe đánh nhau một mất một còn. Đây là hình ảnh chỉ còn 12 ngày nữa, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ bước vào trận chiến cuối cùng. Suốt cả năm, ông quanh quẩn trong cung hô hào đốt lò, nhưng đốt rồi thì sao đây? Bên ngoài, quan lại thì lộng hành, tham nhũng, cướp đất đẩy dân vào cảnh phải làm dân oan suốt nhiều năm nay để theo đuổi các vụ kiện cáo từ trung ương đến địa phương. Những việc làm của ông Trọng nhìn bên ngoài thì ồn ào nhưng thực chất thì không hiệu quả. Nạn tham nhũng vẫn ngày một tăng, bà con dân oan thì ngày một đông. Vì sao chưa thể chốt được danh sách Bộ Chính trị Hội nghị 14 vừa qua? Đây là câu hỏi cũng được đặt ra. Hiện nay danh sách Bộ Chính trị chính thức vẫn chưa có, tuy nhiên người ta cho rằng khi chốt danh sách Bộ Chính trị ở Hội nghị Trung ương 14 vì không có tên ông Vũ Đức Đam nhưng mà có ông Đào Ngọc Dung nên kỳ hội nghị đó xảy ra tranh cãi và kết quả danh sách không thể chốt được. Nhiều người ủng hộ ông Đam thì thế lực không mạnh, người ủng hộ ông Dung thì lại có quyền lực mạnh hơn nên xảy ra tình trạng tình tiết lộn xộn là như vậy. Vậy ông Đào Ngọc Dung là ai? Bố ông Dung là ông Đào Trọng Hằng, cố Phó Bí thư Huyện ủy Lý Nhân, Hà Nam, anh cả là Đào Trọng Hùng, thiếu tướng, cục trưởng tại Cục An ninh Bộ Công an, anh kế là Đào Trọng Dũng, cựu đại tá quân đội, em trai là Đào Ngọc Dinh, thiếu tướng Bộ Công an, từng là tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Canada, thư ký riêng của Bí thư Nguyễn Thiện Nhân. Em gái út là Đào Thanh Quyên, vụ phó Ban Tuyên giáo Trung ương, chồng Quyên là Trần Doãn Tiến, tổng biên tập báo điện tử Đảng Cộng sản, một đồ đệ của ông Nguyễn Phú Trọng. Như vậy thì đã rõ, Hội nghị Trung ương 14 gây tranh cãi không đi đến đâu cũng là bởi ông Nguyễn Phú Trọng ưu tiên cho phe cánh của ông mà ép phe ông Nguyễn Xuân Phúc. Làm như vậy thì xảy ra căng thẳng là không có gì bàn cãi. Hội nghị 14 bế tắc gần 4 ngày, quần thảo mà vẫn không chốt được danh sách ứng cử viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Cho nên khoảng một tuần nữa, Hội nghị Trung ương 15 khai mạc sẽ có 3 ngày để các bên so găng cùng các phe cánh khác nhau. Tại Hội nghị 15 này, Ban chấp hành Trung ương cũng giải quyết dứt điểm nội dung nhân sự đặc biệt của Ủy viên Trung ương đã phải bỏ phiếu kín để gạt ai ra và giữ những ai. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc được cho rằng đang đối đầu quyết liệt với ông Nguyễn Phú Trọng. Lần này cũng là lần cuối cùng chốt nhân sự xem ai trong ba ông Nguyễn Phú Trọng, Trần Quốc Vượng và Nguyễn Xuân Phúc sẽ chiến thắng về nhân sự và đàn em ông Nguyễn Phú Trọng cũng không còn kiêng nể gì nữa, thẳng thừng gạt phe Nguyễn Xuân Phúc ra rìa. Danh sách 22 người trước cuộc chiến cuối cùng chốt danh sách tại Bộ Chính trị, tên ông Nguyễn Phú Trọng vẫn còn trong vòng bí mật. Riêng tin về ý đồ ứng cử nhiệm kỳ 3 của Nguyễn Phú Trọng là tuyệt mật, đợi đến Hội nghị Trung ương 15 mới biết ông Trọng ra đòn gì đây. Danh sách để lộ ra cho xã hội được biết có Nguyễn Xuân Phúc, Trần Quốc Vượng và Trương Hòa Bình, nhưng không có Nguyễn Phú Trọng. Danh sách đề cử này bao gồm 22 ứng viên Bộ Chính trị chọn vị trí 19 người dưới đây, và đây là tên tuổi của từng người. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng
bị gạt khỏi danh sách hay ông Trọng tự ẩn tên của mình, điều đó cũng là một câu hỏi. Thứ nhất là ông Trần Quốc Vượng, sinh năm 1954, quê ở Thái Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, ứng cử viên chức Tổng Bí thư. Thứ hai là ông Nguyễn Xuân Phúc, sinh năm 1954, quê Quảng Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, ứng viên chức Chủ tịch nước. Thứ ba là ông Trương Hòa Bình, sinh năm 1955, quê Long An, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, ứng cử viên chức Thủ tướng Chính phủ. Thứ tư là ông Tô Lâm, sinh năm 1957, quê Hưng Yên, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an, ứng cử ghế Thường trực Ban Bí thư. Thứ năm là ông Vương Đình Huệ, sinh năm 1957, quê Nghệ An, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Hà Nội, tái cử Bí thư Hà Nội. Thứ sáu là ông Phạm Minh Chính, sinh năm 1958, quê Thanh Hóa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ứng cử Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Thứ bảy là Phạm Bình Minh, sinh năm 1959, quê Nam Định, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ứng cử ghế Chủ tịch Quốc hội. Thứ tám là Võ Văn Thưởng, sinh năm 1970, quê Vĩnh Long, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo, tái cử Trưởng Ban Tuyên giáo. Thứ chín là Trương Thị Mai, sinh năm 1958, quê Quảng Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận, tái cử Trưởng Ban Dân vận. Thứ 10 là ông Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1958, quê Quảng Ngãi, Bí thư Trung ương, Chánh án Tòa án tối cao, ứng cử Phó Thủ tướng Chính phủ. Thứ 11 là Trần Cẩm Tú, sinh năm 1961, quê Hà Tĩnh, Bí thư Trung ương, Ủy ban Kiểm tra, tái cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 12 Lương Cường, sinh năm 1957, quê Bắc Giang, Bí thư Trung ương, Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng, ứng cử viên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 13 Phan Đình Trạc, sinh năm 1958, quê ở Nghệ An, Bí thư Trung ương, Trưởng Ban Nội chính Chính Trung ương, ứng cử viên Bộ trưởng Bộ Công an. 14 Nguyễn Văn Nên, sinh năm 1957, quê Tây Ninh, Bí thư Trung ương, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, tái cử Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ 15 Trần Thành Mẫn, sinh năm 1962, quê Hậu Giang, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tái cử Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 16 Dương Thanh Bình, sinh năm 1961, quê Cà Mau, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội, ứng cử Phó Chủ tịch Quốc hội. 17 Đào Ngọc Dung, sinh năm 1962, quê Hà Nam, Ủy viên Trung ương, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội, ứng cử Trưởng ban Dân vận Trung ương. 18 Trần Tuấn Anh, sinh năm 1964, quê Quảng Ngãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, ứng cử Phó Thủ tướng Chính phủ. 19 Bùi Thanh Sơn, sinh năm 1962, quê Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, ứng cử Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. 20 Bùi Minh Hoài, sinh năm 1965, quê Hà Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ứng cử Trưởng ban Nội chính Trung ương. 21 Đinh Tiến Dũng, sinh năm 1961, quê Ninh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, ứng cử Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Tiếp đến Dương Thanh Bình, sinh năm 1961, quê Cà Mau, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Tổ chức Trung ương, ứng cử Trưởng ban Tổ chức Trung ương. 22 Nguyễn Quang Dương, sinh năm 1962, quê Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ứng cử viên Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Và tiếp theo, Bộ Chính trị vẫn là ẩn số và Ban Bí thư thì đã rõ. Câu hỏi được đặt ra là ai sẽ vào tứ trụ? Cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời. Về vị trí tứ trụ thì đang xảy ra sự tranh chấp giữa bà Trương Thị Mai và bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Vị trí Thủ tướng là sự tranh chấp giữa Nguyễn Xuân Phúc và Trương Hòa Bình. Vị trí Chủ tịch nước là sự tranh chấp giữa ông Phạm Bình Minh và Tô Lâm. Còn ghế Tổng Bí thư là sự tranh chấp tay ba giữa Nguyễn Phú Trọng, Trần Quốc Vượng và Nguyễn Xuân Phúc. Như vậy, ông Nguyễn Xuân Phúc hiện nay đang ăn hai mâm là mâm Tổng Bí thư và mâm Thủ tướng. Nếu không cẩn thận, ông Phúc sẽ hỏng cả hai mâm trên. Ông cũng quá tham lam. Còn Ban Bí thư Trung ương thì đang có 6 người, chọn ra 4 người bao gồm Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia, tái cử Giám đốc Học viện. Thứ hai là Nguyễn Trọng Nghĩa, sinh năm 1962, quê Tiền Giang, Ủy viên Trung ương, Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, ứng cử Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng. Thứ ba là Lê Minh Hưng, sinh năm 1970, quê Hà Tĩnh, Ủy viên Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, tái cử Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Thứ tư là Lê Hồng Quang, sinh năm 1968, quê Kiên Giang, Ủy viên Trung ương, Phó Chánh Tòa án tối cao, ứng cử Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Thứ năm là Nguyễn Hồng Lĩnh, sinh năm 1964, quê Long An, Ủy viên Trung ương, Phó Ban Dân vận
Trung ương. Thứ 6 là Nguyễn Hồng Diên, sinh năm 1965, quê Thái Bình, Ủy viên Trung ương, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương. Đây là hình ảnh dường như Bộ Chính trị cũng như Đảng Cộng sản của Việt Nam chưa thể xác định tam trụ hay tứ trụ, phía Nguyễn Phú Trọng cũng chưa chịu tách ghế. Cuộc chiến cuối cùng vào ngày 15 tháng 1 năm 2021 là một cuộc chiến khốc liệt giữa các vị trí tứ trụ. Cho đến bây giờ không ai biết được ai là tứ trụ hay tam trụ, vì ông Nguyễn Phú Trọng quyết không để bất cứ ghế nào rời khỏi ông. Nếu ông Trọng chiến thắng thì cơ cấu vẫn là tam trụ, nếu ông Vượng hay ông Phúc thắng thì sẽ là tứ trụ như trước đây. Có thể duy trì một phụ nữ trong tứ trụ, điểm gở cho Đảng. Vào tháng 8 năm 2011, kỳ họp khai mạc Quốc hội thứ 13, lúc đó ông Nguyễn Phú Trọng đã lẩy kiều như sau: chén vui nhớ bữa hôm nay, chén mừng xin hẹn ngày này 5 năm sau. Lúc đó ông Trọng nói với người kế nhiệm rằng ông Tân, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, có một đội hình đẹp, có hai nữ cấp phó, bà thì bề thế, bà thì xinh đẹp, ám chỉ bà Phóng và bà Ngân. Đúng 5 năm sau, tức là vào tháng 3 năm 2016, ông Nguyễn Sinh Hùng chỉ định bà Nguyễn Thị Kim Ngân kế nhiệm mình vào ghế Chủ tịch Quốc hội. Năm ấy, thiên hạ xôn xao khi giật mình liên tưởng tứ trụ triều đình Trọng, Quang, Ngân, Phúc ứng với lời sấm 500 năm trước của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm như sau: Trọng ngân bạc, Phúc sản tất vong. Việc đúng sai linh ứng thế nào chưa rõ, nhưng từ khi xuất hiện bóng hồng trong tứ trụ khóa 12 thì họa liên tiếp xảy ra. Bộ Chính trị kẻ thì đột tử, đó là ông Trần Đại Quang, có kẻ để hóa điên, đó là ông Đinh Thế Huynh, kẻ ngồi tù án chồng án là ông Đinh La Thăng. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Kim Ngân bị thiên hạ đồn đại là đem theo điểm gở cho tứ trụ. Có lẽ vì vậy nên ông Nguyễn Phú Trọng kinh sợ nhà nước Cộng sản bị tiêu vong chăng? Và với khóa 13 này, liệu ông Nguyễn Phú Trọng có đồng ý cho người phụ nữ nào được cơ cấu vào tứ trụ nữa hay không? Ông Trọng đã già yếu và đầy bệnh tật, rất có thể ông không thọ đến hết nhiệm kỳ thứ 13 nếu ông tái cử. Cho dù không đưa một phụ nữ nào vào tứ trụ, nhưng khó có thể tránh được chữ vong, vì Đảng Cộng sản Việt Nam đang ăn tàn phá hại từ trung ương đến địa phương thì núi cũng phải đổ. Tướng lĩnh thì bất tài, chỉ tham nhũng mà không giỏi bảo vệ biên cương, liệu xã tắc có thái bình hay không? Cho nên việc có nữ hay không trong tứ trụ, bốn chức danh quyền lực nhất của nhà nước Cộng sản, cũng không ăn nhập gì khi thể chế đang trên đà suy đổi. Khôn sớm thì muộn, Cộng sản cũng diệt vong. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, thứ hai, ngày 4 tháng 1 năm 2020, với bản tin Hội nghị Trung ương 15, trận chiến cuối cùng của Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.